Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin về công tác xây dựng lực lượng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua và phản ánh nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của lực lượng công an tỉnh Kon Tum. Sau đây là nội dung chương trình. Vừa qua, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý 1, tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Phát động tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, tham dự có Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh. Trong không khí khẩn trương, nghiêm túc và tập trung dân chủ, hội nghị đã hoàn thành thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lãnh đạo bộ, lấy ý kiến nhân sự bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đúng theo quy trình quy định. Hội nghị đã báo cáo kết quả công tác công an quý 1, khái quát phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 2, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, triển khai tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiến độ triển khai thực hiện bố trí công an chính quy, đảm nhiệm chức danh công an xã. Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của công an các đơn vị địa phương. Bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tập trung phối hợp phòng chống dịch COVID-19 và tự phòng chống dịch trong lực lượng ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an về ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Bảo đảm đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết cho việc phòng chống dịch trong lực lượng công an nhân dân. Chú ý không vì tập trung phòng chống dịch hoặc lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng công tác, ngăn chặn xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng dịch bệnh, vi phạm pháp luật, xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, chống đối việc cách ly, không khai báo y tế. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các ngày lễ lớn của đất nước, chủ động điều chỉnh các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các hội nghị, sự kiện quốc tế tại Việt Nam sau dịch. Vừa qua, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị giao ban tháng 3 năm 2020. Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của các lực lượng trong 2 tháng vừa qua, tổng kết đánh giá đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Kết quả triển khai đề án bố trí công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn. Hội nghị xác định các phương án triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật biểu dương những kết quả đạt được mà các lực lượng chức năng đã thực hiện trong thời gian qua. Nhấn mạnh trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, để làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn cũng như đáp ứng các yêu cầu của công dân, lực lượng công an các cấp khi thực hiện nhiệm vụ cần chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ, các quy định Bộ Y tế, quy trình công tác, chấp hành nghiêm chỉnh lễ tiết tác phong trong quá trình tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, có hành vi chống đối Đảng, Nhà nước. Vừa qua, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank chi nhánh tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Kon Tum đã trao 2 bằng khen của Ủy ban nhân tỉnh cho tập thể và cá nhân ông Lê Tấn Lân, Giám đốc Vietcombank Kon Tum, đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Vietcombank Kon Tum có hơn 90 cán bộ, nhân viên với 5 phòng giao dịch ở các huyện Ngọc Hồi, Đắc Tô, Đắc Hà và thành phố Kon Tum. Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt chính sách tiền tệ, kinh doanh đạt chất lượng, hiệu quả, ngân hàng còn phát huy trách nhiệm với cộng đồng địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Nổi bật là đã tài trợ hơn 2,5 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Ngân hàng cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng công an tỉnh trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến các hoạt động ngân hàng như tội phạm tiền giả, tội lừa đảo thông qua hệ thống ngân hàng. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trịnh Cát Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và ghi nhận đóng góp của Vietcombank Kon Tum trong thời gian qua. Mong muốn trong thời gian tới, doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với lực lượng công an để mở các lớp tập huấn nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ ngân hàng, đồng thời tích cực trao đổi thông tin, tình hình hoạt động nhằm nâng cao cảnh giác trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.